không gặp được anh thì em ghé thăm ba anh cũng được. Trời, ba hơi chết rồi ba. Ba giờ làm sao bây giờ ba? Con vẫn chưa dứt khoát với em bé đó hả? Con không có nói được. Nhà của anh Tú đâu ta? Bằng mọi giá nghe, dứt khoát cái con Hằng nghe chưa? Mẹ không có giỡn mặt với con á. À, bác, sao cô lại ở đây? À, thì cô ở trong xóm này mà. Ủa, con có chuyện gì ở đây hả? Con đến tìm người. Trời ơi, con đừng có nói với cô là con đi tìm cái thằng Tú bác sĩ nha. Giờ làm sao đi ta? Cô, bộ cô biết anh Tú hả? Giấc mơ của mẹ phát sóng 20 giờ thứ 2, 3, 4 xem đồng thời trên Vion.